cổ suý, tuyệt đối hóa tam quyền phân lập. Kích động tư tưởng đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Xuyên tạc, bôi nhọ, phủ nhận thành quả lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhân danh cái gọi là ý kiến đóng góp với tiêu đề cải cách toàn diện để phát triển đất nước được phát tán trên Internet. Một số phần tử cơ hội đã xuyên tạc rằng thể chế xã hội của Việt Nam hiện nay là di sản của thời chiến tranh, bao cấp và chủ nghĩa xã hội với đặc điểm cơ bản là hạn chế dân chủ, hạn chế tự do tư tưởng, thiếu tinh thần thượng tôn pháp luật. Hệ quả là xã hội suy giảm tính năng động, hạn chế sáng tạo trong khoa học, không chống được suy thoái giá trị đạo đức, bất công và không khuyến khích việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước để phát triển. Quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình Nhận diện sự thật của Truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Thưa quý khán giả và các đồng chí, những hình ảnh trong clip trên đây là những luận điệu của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, nhất là trong thời điểm hiện tại khi mà các tổ chức đảng đang tích cực chuẩn bị đại hội ở cấp mình, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Các lực lượng phản động lại càng chống phá giáo diết hơn. Lá bài dân chủ và chiêu trò thúc đẩy đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập tiếp tục được chúng phát động trên các phương tiện thông tin, truyền thông, nhất là trên Internet, mạng xã hội với tần suất cao hơn, hòng làm cho đảng viên và nhân dân hiểu sai lệch, hoài nghi, thiếu niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng, bản chất tốt đẹp của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Chúng ra sức kích động nhân dân ta đòi thiết lập một chế độ dân chủ đa nguyên, coi đó như là một đòi hỏi bức thiết, khách quan, không thể trì hoãn trong giai đoạn đất nước hội nhập quốc tế. Để nhận diện rõ hơn âm mưu, thủ đoạn và những mưu đồ xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch đối với Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam, chúng tôi mời đến trường quay ngày hôm nay Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Xuân Mỹ, giảng viên cao cấp, nguyên trưởng khoa lịch sử Đảng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Thưa ông, thời gian qua chúng ta nghe nhiều đến các cụm từ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập và vấn đề dân chủ. Vậy đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập được hiểu như thế nào ạ? Đa nguyên chính trị và đa đảng đối lập là những cái cụm từ mà những năm gần đây chúng ta thường nghe nhiều. Đa nguyên chính trị nghĩa là đa hệ tư tưởng trong một xã hội. Và từ đa hệ tư tưởng thì có các đại diện, các giai cấp, các tầng lớp mang cái hệ tư tưởng đó. Cho nên nó có một cái lực lượng kèm theo và bảo vệ cái hệ tư tưởng của mình. Vì vậy mà nó tiến tới dẫn tới thành lập các cái tổ chức chính trị mà ta gọi là các cái đảng để bảo vệ cái hệ tư tưởng đó. Cho nên trong xã hội đã có đa nguyên chính trị, từ đó dẫn tới việc thành lập đa cái đảng chính trị mang tính chất đối lập. Vâng, thưa ông, lâu nay khi nói về vấn đề dân chủ thì có quan điểm cho rằng đa đảng phái thì sẽ phát huy được vấn đề dân chủ, và người ta cho rằng là đa đảng thì đảng này sẽ kiểm soát được đảng kia và ngược lại. Ông suy nghĩ thế nào về vấn đề này? Khi nói đến dân chủ, như Lenin đã nói là hoặc là dân chủ với số đông thì sẽ không dân chủ đối với kẻ chống đối lại số đông, hơi phải đối lập. Hoặc là dân chủ chỉ cho số ít thì sẽ không dân chủ đối với số đông. Trong xã hội không bao giờ có dân chủ thuần túy, dân chủ mang tính chất siêu gia cấp. Đấy là bản chất của vấn đề dân chủ, đây là vấn đề cốt lõi của vấn đề dân chủ. Nếu đa đảng đối lập mà nói dân chủ thì hoặc là dân chủ cho đảng này hoặc là không dân chủ với đảng kia. Vì đã đối lập nhau thì không có thể có dân chủ đối với tất cả các đảng được. Không bao giờ có cái chuyện dân chủ thuần túy cho toàn bộ xã hội. Nói cái điều đó là viển vông. Vấn đề thứ hai, vấn đề tranh chấp, công kích giữa các đảng, các nước. Thì đây là một cái vấn đề xảy ra trên thực tế. Tôi ví dụ như ở nước Mỹ có hai đảng vẫn thường công kích lẫn nhau, và gần đây trong thông điệp liên bang của Tổng thống Mỹ cũng thấy rõ cái biểu hiện hai đảng đó. Còn ở nước Anh là đảng tự do và đảng bảo thủ. Tất cả các đảng đó đều đại diện cho số ít, đại diện cho cái giai cấp tư sản, bảo vệ quyền lợi của giai cấp tư sản. Họ mang tiếng là dân chủ nhưng đó chỉ là dân chủ hình thức. Tôi thấy là ở một số nước khi mà bầu cử ấy, thì các đảng phái họ cạnh tranh nhau, thậm chí là đấu tố nhau một cách quyết liệt. Vậy thì tại sao họ phải làm như vậy? Vì quyền lợi của nhân dân hay là vì quyền lợi của chính các đảng phái? Ông có thể làm rõ hơn điều này được không ạ? Tranh chấp giữa các đảng phái hoặc là tranh cử hoặc là giữa các đảng phái có ý kiến khác nhau ở trong xã hội tư bản, thực chất đó đều là những đảng của giai cấp tư sản. Còn họ có dựng chiêu bài gọi là dân chủ đấu tranh giữa đảng nọ, đảng kia, nhưng mà thực chất cái tên gọi nó khác nhau thôi. Còn là
bảo vệ cái quyền lợi, bảo vệ cái hệ tư tưởng vẫn là bảo vệ quyền lợi của giai cấp tư sản. Điều đó không có gì là lạ. Họ đã bảo vệ quyền lợi giai cấp tư sản thì họ sẽ không dân chủ với quảng đại quần chúng nhân dân lao động. Cho nên là nó đối nghịch hẳn với cái ý nghĩa là dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân. Như ông vừa phân tích thì vấn đề đa đảng không đảm bảo được dân chủ đích thực, nhưng lại có ý kiến cho rằng là vấn đề một đảng lãnh đạo duy nhất sẽ làm mất đi dân chủ. Ông suy nghĩ thế nào về vấn đề này? Nói về một đảng lãnh đạo, phải nói rõ là đảng theo chủ nghĩa Mác Lênin và xác định con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội và tiến lên cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Như vậy cái mục tiêu lý tưởng của tất cả các đảng cộng sản trên thế giới là xóa bỏ một cái chế độ áp bức, bóc lột, bất công để đem lại quyền lợi cho đông đảo quần chúng nhân dân lao động. Thì tất cả các đảng cộng sản đều ghi lên cái lá cờ của mình như thế. Cho nên là dân chủ đối với các đảng cộng sản, nói chung đảng cộng sản cầm quyền là cái dân chủ đích thực. Như Lenin nói, cả về mặt lý luận và cả về mặt thực tế là dân chủ gấp triệu lần dân chủ tư sản. Đó là dân chủ cho quảng đại quần chúng nhân dân lao động, hàng triệu triệu quần chúng nhân dân lao động. Chỉ không dân chủ đối với một số những kẻ chống lại quyền lợi của nhân dân lao động. Xin cảm ơn những phân tích hết sức chi tiết của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Xuân Mỹ. Chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi trong phần sau của chương trình. Còn bây giờ, mời quý khán giả và các đồng chí theo dõi clip sau. Thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện ý kiến cho rằng không nên áp đặt một hệ tư tưởng duy nhất vào thể chế chính trị, vào đời sống của dân, vào các hoạt động kinh tế, giáo dục, văn hóa, báo chí để tạo điều kiện cho người dân, nhất là giới trẻ tiếp cận được những tinh hoa, những tiến bộ của thế giới. Đảng Cộng sản cần tiến thêm một bước, tránh dùng các cụm từ như nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đảng Cộng sản chỉ giữ mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh là hợp lòng dân. Thực tế cho thấy, những yêu sách đòi đa nguyên đa đảng ở Việt Nam là câu chuyện không mới, nhưng bằng các chiêu trò lợi dụng những hạn chế thiếu sót của một số tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên, các thế lực thù địch đã chính trị hóa các vấn đề về kinh tế xã hội. Mặt khác, họ ra sức kêu gọi thúc đẩy dân chủ đa nguyên, thay đổi thể chế chính trị, phi chính trị hóa quân đội, thực hiện tam quyền phân lập, từ đó tác động nhằm thay đổi nhận thức về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của đảng và nhà nước. Thưa ông, qua clip ngắn vừa rồi chúng ta theo dõi thì có quan điểm cho rằng không nên chỉ có một hệ tư tưởng duy nhất áp dụng vào thể chế chính trị, vào đời sống của nhân dân cũng như là các vấn đề phát triển kinh tế văn hóa xã hội. Vậy thì ông suy nghĩ thế nào về quan điểm này? Quan điểm này của các cái thế lực thù địch thực chất là vẫn đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Và nêu cái chiêu bài này để chống phá lại đảng ta, chống phá lại hệ tư tưởng của đảng ta, tức là chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Thì cái điều các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa Mác Lênin thì từ xưa thế này chúng ta không lạ gì cả. Chủ nghĩa Mác Lênin ra đời đã tuyên bố là đấu tranh để xóa bỏ cái chủ nghĩa tư bản, xóa bỏ cách áp bức, bóc lột, bất công. Ngày nay là cái thủ đoạn chống phá chủ nghĩa Mác Lênin và thậm chí chống phá lại tư tưởng Hồ Chí Minh nó tinh vi hơn, nó lợi dụng vào cái sự phát triển của khoa học công nghệ, nhất là cái công nghệ truyền thông, mạng Internet và các mạng xã hội để nó chống phá thì nó tinh vi hơn. Trên thế giới này có nhiều học thuyết để dẫn dắt tới con đường tiến lên phát triển của nhân loại. Nhưng chủ nghĩa Mác Lênin là một trong những học thuyết mà nó có bốn cái ưu việt lớn nhất, có cái mục tiêu cao đẹp. Thì tất cả những người làm công tác khoa học người ta đều thừa nhận và nhân dân thế giới cũng thừa nhận. Và hàng tỷ người vẫn tôn thờ và vẫn đi theo cái học thuyết này. Còn đối với tư tưởng Hồ Chí Minh, cái hệ thống quan điểm tư tưởng lý luận toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Trong đó là sự kế thừa và phát triển những truyền thống quý báu của dân tộc, tiếp thu những tinh hoa trí tuệ của nhân loại, là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một cái tài sản vô cùng quý báu của Đảng và của dân tộc, mãi mãi soi đường cho cách mạng Việt Nam chúng ta đi tới thắng lợi. Và trên thực tế hơn 90 năm qua, chúng ta đã thấy đi theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cách mạng Việt Nam chúng ta liên tục giành thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cho nên các thế lực thù địch nó tập trung xuyên tạc vào vấn đề này, gọi là kinh tế nhiều thành phần, rồi hệ tư tưởng chỉ có một, rồi là đa độc đảng. Thì đó chỉ là những cái luận điệu có tính chất lừa bịp, không đi vào thực chất.
Cũng có quan điểm cho rằng ở Việt Nam chúng ta hiện nay đang thực hiện kinh tế nhiều thành phần, nhưng lại chỉ có một đảng duy nhất lãnh đạo là mâu thuẫn, là nghịch lý. Họ cho rằng là phải thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập thì mới hợp với quy luật phát triển, nhất là trong điều kiện đất nước phát triển, hội nhập sâu rộng như hiện nay. Ông suy nghĩ thế nào về quan điểm này? Hiện nay ở Việt Nam chúng ta là đang xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó có phát triển nhiều thành phần kinh tế, nhiều hình thức phân phối, nhiều hình thức sở hữu. Nhưng mà các thế lực thù địch thì cứ bám vào quan điểm là kinh tế thì nhiều thành phần, rồi tại sao là đảng đã có một? Thì đây là một vấn đề, tôi cho rằng nó cứ so sánh cái sự hết sức kịch cỡm. Chúng ta là phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, thậm chí chúng ta còn coi kinh tế tư nhân là một động lực để phát triển xã hội. Cái điều đó nó không liên quan gì đến vấn đề là mất dân chủ, và quan liêu độc đoán. Mà hơn nữa đảng ta nói rõ, coi xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát của chúng ta trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Như vậy chúng ta vẫn phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, nhưng chúng ta vẫn giữ nguyên sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mà cái việc đó trong thực tế chúng ta đã thấy liên tục trong những năm qua, nền kinh tế chúng ta phát triển. Điều này không chỉ nhân dân trong nước nhìn thấy mà bạn bè quốc tế đã ca ngợi. Vậy thì từ đa nguyên chính trị mà tới đa đảng đối lập thì có gần nhau không ạ? Và con đường đi của nó như thế nào thưa ông? Từ đa nguyên chính trị đi đến đa đảng đối lập rất gần nhau. Và cái điều đó rất nguy hiểm. Chúng ta không thể chấp nhận đa nguyên chính trị và đa đảng đối lập. Tổng Bí thư vừa rồi trong lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng đã khẳng định một cái chân lý qua kiểm nghiệm thực tiễn rằng ở Việt Nam, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, không có một đảng nào, không có một lực lượng nào có đủ bản lĩnh và trí tuệ, kinh nghiệm và uy tín có khả năng đưa cách mạng Việt Nam giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Như vậy từ thắng lợi cách mạng tháng 8, thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống xâm lược, thắng lợi bảo vệ biên giới và đặc biệt là thắng lợi của công cuộc đổi mới ngày nay, thắng lợi đó nó minh chứng hết sức rõ ràng rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã được thử thách, đã là một kiểm nghiệm đưa đất nước Việt Nam tiến như ngày hôm nay. Cái đó không chỉ người dân Việt Nam, không chỉ cán bộ đảng viên Việt Nam, mà kể cả kỷ niệm 90 năm, tất cả các nước gửi điện đến đều chúc mừng cái thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Xuân Mỹ đã mang đến chương trình ngày hôm nay của chúng tôi những chia sẻ và những phân tích hết sức sâu sắc. Thưa quý khán giả và các đồng chí, thực chất về mối quan hệ giữa dân chủ và đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập đã được phân tích ở trên. Ở đây, chúng tôi chỉ xin nhấn mạnh rằng dân chủ hay không dân chủ không phụ thuộc vào số lượng các đảng phái chính trị. Vào tháng 8 năm 2018, Viện Thăm dò Dư luận Gallup tại Mỹ cho biết 51% số người trẻ, 57% số người theo đảng dân chủ được khảo sát có xu hướng thích chủ nghĩa xã hội, khiến cho tại quốc gia này, khái niệm chủ nghĩa xã hội dân chủ Democratic Socialist trở thành từ khóa được tìm kiếm trên Internet tăng lên đột ngột. Chỉ riêng mạng từ điển Merriam-Webster, số lượng tìm kiếm tăng tới 1.500%. Chúng tôi cũng xin nhấn mạnh thêm, mỗi quốc gia, dân tộc đều có quyền tự quyết con đường phát triển của mình. Thước đo cho sự lựa chọn con đường phát triển đó chính là lòng dân. Cho dù ở bất cứ đâu trên trái đất này, mục tiêu xây dựng một xã hội dân chủ, bình đẳng, công bằng vì lợi ích của toàn dân thì chắc chắn ở đó mọi người dân đều ủng hộ. Chương trình Nhận diện sự thật ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.